Bây giờ bắt đầu chúng ta học cái kinh dịch. Thì bây giờ là mọi người thấy thịnh suy, suy thịnh. Nhưng mà cái quan trọng của kinh dịch là gì? Cái điều này mới gọi là quan trọng. Để cho mình thấy là rõ nét đây nè. Thấy chưa? Con tắc kè. Dấu hiệu của kinh dịch là con tắc kè. Là con cắt ké kỳ nhông. Có nghĩa là hễ nó nằm ở đâu thì nó biến nào theo ở đó. Người ta nhìn không thấy nó, tại nó lên cái cây á, thì nó biến thành cái màu nó giống như cái cây. Nó nằm ở cái lá cây, nó giống hệt cái lá. Để nó nói rằng trong cái cuộc đời của mình á, thấy không? Đừng có cương. Người nào cương cương thì đi bác sĩ Cường. Người ta sống sao, mình sống vậy. Tức là mình ra cái cuộc đời này, ai khó thì mình theo khó, ai dễ thì mình mê theo dễ. Quan trọng là mình giữ được cái chính kiến của mình để mình sống. Và mình cũng đừng có chống đối lại bất cứ ai. Tại vì mình, những người sinh ra để mà làm cái việc chống đối là cũng có một số người thôi. Còn mình thì xếp vô cái diện là giống như con tắc kè. Thì kinh dịch này là như vậy đó. Tức là phải thuận theo cái cuộc sống mà sống. Cho nên á, là trên đời mình nó gặp bao nhiêu chuyện phuồn phiền muộn. Có nhiều người họ nói, trời ơi sao mà tôi đau khổ quá vậy nè. Có cái câu chuyện cái ông kia, ông nó cùi lỡ đồ đầy đầy dẫy hết rồi, mệt mỏi hết rồi. Cái cuối cùng ông đi đến một cái làng đó rồi, ông đi sao không biết, rồi gặp cái chỗ đi cầu, ông té xuống cầu luôn. Mà cầu nó dồi không, mình mẩy thúi rùm hết. Ông nói tại sao cuộc đời tôi vậy? Thì cái cuộc đời đó mà để muốn giải thích đó, thì mình có hai cách giải thích. Một cách đó là giải thích như kiểu mình hổng nói là kiếp trước mình làm gì á. Nhưng mà kiếp đó mình kiếm chưa ra, tại vì mình còn chưa học tới. Thì thôi bây giờ mình lấy kinh dịch để giải thích chuyện này. Ok, nghe không? Kệ nó. Rồi, thì mọi người nhìn cho tôi 64 cái lời quẻ dịch này nè. Nó có 64 lời quẻ dịch. Thì cái câu này của tôi nha, không phải của người ta nói, không ai nói cái này đâu nha. Thì 64 quẻ dịch là gì? Thì là 64 lời khuyên làm sao cho người ta sống cho phải đạo. Và nó có một cái đặc biệt là tôi làm thay đổi cái thế giới bằng cách là khi tôi viết kinh dịch, cái cuốn kinh dịch này đó, những cái gì mà thiệt xấu thì tôi nói xấu vừa vừa thôi. Hiểu không? Tức là có những cái câu ở trong cái kinh dịch có những cái câu ác ý lắm. Họ nói mình mà đọc được cái quẻ dịch đó xong mình muốn tự giận luôn á. Nhưng mà tôi thì tôi sửa lại. Tôi xin phép thay mặt là mấy ông nội hồi trước á, nghe không? Sửa lại. Là bây giờ cái chuyện đó xảy ra nhưng mà cũng có cách giải quyết. Không có cái gì không có giải quyết được. Cho nên mình phải làm cho cái sự việc nó mềm mại nhẹ nhàng đi. Mà thiệt mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết. Cho nên khi nào mọi người gặp những cái chuyện mà thất cơ lỡ vận, rồi mình thấy cái chuyện của mình nó bí bách quá rồi, xả hơi đi, nghỉ ngơi đi, không làm nữa, đi qua bên Hawaii chơi. Đấy. Đó. Đó, ngắm gió, ngắm mây rồi chơi. Cái bà đó. Thế thì như vậy là ở đây người ta nói có ba cái cuốn sách mà chi phối cả lịch sử nhân loại. Hai cái cuốn đầu là, thứ nhất là Thánh Kinh, thứ hai là Kinh Koran. Cái hay nữa là kinh dịch của chúng ta đang nắm trong tay. Mà kinh dịch này của thầy Dư Quang Châu viết hồi trước á, kinh dịch đó, nó viết đó, rất là phức tạp. Nhất là ai mà đọc cuốn kinh dịch của Phan Chu Trinh đó, là mọi người điên khùng luôn. Viết mà kêu bằng kinh khủng khiếp. Cái thời của thầy á, là thầy học cái ông, một cái ông mà giáo sư á, là ông Đức á. Ông Đức là người ở người Tàu á. Ông giỏi lắm. Ông là dịch tiếng Hán, tiếng Tàu ra nhiều sách vở cho Việt Nam mình lắm. Thì Quỳnh Minh Đức, mọi người mà đánh lên thì Quỳnh Đức. Thì hồi xưa là tôi, mình là đệ tử ông học về kinh dịch. Và thầy theo ông học đúng một năm trời. Không phải, tại vì ở trường mời vô giảng cho sinh viên. Thì thầy theo học mà thầy rất chăm chỉ. Thu băng, hồi xưa thu cả đống băng. Ông dạy lần nào, ông dạy mình 4 giờ đồng hồ là thu một đống băng rồi. Mà học suốt cả năm trời vậy đó. Đứa nào cũng biến thành kinh dịch hết. Cái cuối cùng ngày mãn khóa, ông hỏi các em ơi,
các em thấy đánh giá đi, thầy dạy kinh dịch hay không? Tuyệt vời, ai cũng kháng phục thầy hết. Thế thì thầy mừng rồi, cái thầy mới giơ tay, nhưng mà thầy cho em xin ý kiến. Không có ý kiến gì. Thầy ơi, tụi em nghe thì em đại diện mọi người nghe thì em hiểu rồi, nhưng mà em biết vậy đó. Tại vì mình sẽ không ứng dụng được gì trong đời sống, thì giống như là mình được người kể chuyện cho mình nghe vậy đó. Nghe câu chuyện này, câu chuyện kia, hồi xưa ông này, ông nọ rồi. Rồi mình nghe kể cả năm trời rồi, tới cuối cùng không hiểu gì hết. Nghe không? Và thầy đem cái cuốn kinh dịch này lần đầu tiên, từ thầy viết xong thì về Việt Nam, là lần đầu tiên thầy nói chuyện ở Hà Nội. Thì khi mà thầy ra nói Hà Nội, thì thầy mới nói là trong cái hội nghị, thầy nói là tôi sẽ giới thiệu kinh dịch trong vòng 3 ngày, mọi người hiểu hết. 3 ngày. Thì cái đó là năm 1997. Thì cái ông giáo sư Trần Văn Hà là thư ký cho ông Phạm Văn Đồng. Mấy ông đây gì mất cái này. Ông Trần Hà mới nói với tôi: bác sĩ ơi, ở đây là miền Bắc, mà chúng tôi là dân Bắc Hà. Ý nói là tao học hành dữ lắm ấy mày. Mà tôi là thằng dạy kinh dịch 10 năm ở các đại học rồi. Mà tại sao mà ông dám nói quả quyết là ba ngày mà ông có thể dạy cho hiểu được kinh dịch? Thì nói vậy đó. Ông nói bây giờ ông dám nhận sự thách thức của dân Bắc Hà không? Tôi hỏi nhận thách thức như sao? Bây giờ tôi mời bác sĩ chiều nay 4 giờ sau khi xong hội nghị, mời bác sĩ dành cho tôi này 20 phút nói chuyện sơ về kinh dịch. Và mọi người biết không? Là trong cái hội thảo đó chỉ có 20 người, mà 20 người đều 20 giáo sư hết. Và 20 giáo sư của mấy trường đại học ở Hà Nội. Trong đó có ban văn hóa tư tưởng Trung ương, có ban của văn phòng chính phủ, rồi của văn phòng thủ tướng nữa. Là mấy ông giáo sư vô ngồi nghe hết. Tại vì thiệt ra mấy câu chuyện này ai cũng tò mò hết. Và thú thật là sau khi giới thiệu danh sách xong là thầy định chuồn mất rồi. Đâu mẹ sao nhiều thằng lớn vậy không biết. Mình quán không? Nhưng mà thôi, thôi càng tham quyết tâm sống còn ở lại chút xíu. Rồi sau khi thì nói trong vòng 20 phút, đúng 20 phút, thì cái ông giáo sư Trần Nhân Hạ là bước lên ôm thầy. Ông nói: tôi cảm ơn thầy. Bây giờ tôi kêu bằng thầy chứ tôi không kêu bác sĩ. Tại vì thực ra tôi không ngờ rằng kinh dịch là nó dễ như vậy. Mọi người thấy ghê chưa? Tại vì hồi xưa giờ người ta cứ đem thấy cái gì mà phức tạp á thì đem bài cho thiên hạ, còn cái gì mà đơn giản á thì lại giấu lại đi. Mà đơn giản là gì? Đơn giản mới là chân lý của cuộc sống. Và xin thưa, bữa nay là chúng ta học buổi sáng nay xong kết kinh dịch, trong khi đó đáng lý ra là chúng ta phải mất thời gian 3 ngày. Cho một tay, cho một tràng pháo tay. Hay thiệt đó. Rồi, thế thì huệ dịch á, tóm lại chỉ có như đây thôi: thiên trạch quả lôi phong thủy sơn địa. Đây là cái ông mà Phục Hy, là cái người mà là sáng tác ra cái kinh dịch. Hồi có lúc tôi nghe nói đâu kinh dịch của Việt Nam, mà không biết đâu ra, tôi không biết cái đó, chưa biết. Rồi mấy ông nói vậy, rồi giành giật nhau gì không biết. Rồi tới Chu Văn Dương, rồi tới Khổng Phu Tử, rồi tới ông Ngô Tất Tố. Cái quan trọng tới cái ông Phan Bộ Châu này nè, ông tung quả mù kìa khủng khiếp lắm. Nhưng mà tới Nguyễn Lê á, thì Nguyễn Lê rất hay. Nguyễn Lê hay, mình đọc Nguyễn Lê rất dễ. Nhưng mà tới cái đời của tôi á, thì tôi lại gọn hơn nữa, là tôi đưa ra một cái quẻ dịch á, có cái tên quẻ và ý nghĩa quẻ, nhận định rồi hình quẻ dịch, rồi đời sống tình cảm, rồi sinh đẻ làm sao, rồi hạt địa hạt kinh doanh sao, du lịch, rồi sức khỏe, rồi tài chánh, rồi chú ý, rồi điểm quan trọng. Tất cả những cái đó mình làm gòn ra lại hết, nên ra là đọc vô cái hiểu liền. Ok. Và bây giờ nói về âm dương trong kinh dịch. Bởi vì hãy nói tới kinh dịch là phải nói âm dương. Thì âm là gì? Thí dụ giờ người với người là âm là phụ nữ, còn dương là đàn ông, đúng không? Đây là cái nó vẽ cái mình nhìn thấy khủng khiếp không?
Mà thiệt ra có 64 quay dịch thôi. Rồi, bây giờ là trong cái kinh dịch á, thì người ta gọi là thiên nhân hợp nhất. Tại vì khi mà mình học tới cái kinh dịch á, thì mình phải chú ý cái điều này nè. Là đối với cái triết học của phương Đông á, thì triết học phương Đông nó lấy cái âm dương là chính, từ vô cực rồi thành thái cực, rồi từ thái cực rồi biến thành gì? Tam tài. Rồi tam tài rồi mới tứ tượng, tứ tượng rồi mới ngũ hành. Lục là cái này là phong, là quả, rồi táo, rồi đó, tức là sáu cái đó, rồi mới thất tinh, rồi bát quái, rồi cửu cung. À, còn Việt Nam mình dở lắm, nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, xong. Thì như vậy á, là âm dương được thể hiện bằng hai biểu tượng. Âm á, thì là hai vạch rời nhau, mà dương thì là một vạch. Thế thì tại sao có chuyện đó? Thì bây giờ tại sao có biểu tượng đó? Người ta kêu mình giải thích từ đầu. Phải tại sao mà anh không lấy dương là hai vạch, mà âm là một vạch? Không phải. Rồi cuối cùng người ta giải thích rằng dương một vạch để tại đấy, mình hay ở chỗ nhất á, lại học tiếng Tàu, tiếng Anh gì vô hỏi, dạy tôi câu trước đi, anh yêu em. Còn nói tới chuyện gì á, bộ phận sinh dục đức. Nam có một khúc, nữ có hai nẹp. Vừa khe giữa nữa, thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà thực ra không phải vậy. Tại vì á. Thực ra đâu phải vậy. Tại vì trong cái âm dương của cái người phương Đông á, của người phương Đông á, là tại vì sao biết không? Tại vì người ta nói là thiên nhân hợp nhất, thì âm dương của vũ trụ là âm dương của con người. Khi ta đứng ra giữa vũ trụ thì ta đứng như vậy, thì đầu chỉ có một vạch, còn hai chân nó đạp dưới đất là hai vạch, cho nên âm là hai. Bị ấp đất là âm, đầu là dương, đầu đội trời là một, còn hai chân đạp dưới đất là âm. Ok, thành ra nó là một vạch. Ok, quá nguy hiểm. Rồi bây giờ ta nói tiền á, thì bây giờ mọi người nhìn cái đồng tiền này ha, thì cái đồng tiền người ta nói đồng tiền sấp á và đồng tiền ngửa để thể hiện cái âm dương, ha, thì thể hiện âm dương á, thì mù á thì chà, cái mục đầu nó láng. Cái này tiền giả nha, cái tiền mà thiệt của nó bự hơn chút và nó láng có một mặt, nó có một mặt ha, thì mặt cái láng của nó đó, cái mặt láng này nè, thì nó gọi là dương. Còn cái mặt mà có sờ mà chạm được á là âm. Tay ông thầy bố mù á, sau khi lấy bói ông mò nè, cái đồng này là đồng dương, cái mặt này mặt âm, thí dụ vậy, thì ông sờ vô được cái đó. Bởi vì ngày xưa giờ á, là khi người nào mà mấy ông thầy bói mà hồi xưa mà ở quê Bắc á, mà ngồi gốc cây đa mà coi á, đa số là đều mù hết. Cho nên khi mà mình học tới kinh dịch mà mọi người đạt tới một đỉnh cao mà thấy mình mù là mình thành công rồi đó. Thế thì bây giờ sắp ngửa trong âm dương là gì? Thế thì người ta bắt đầu nói chuyện âm dương. Tại sao nó vậy? Thì bây giờ đối với người đàn ông, với người đàn bà, để phân biệt âm dương là để phân biệt người đó là đàn bà hay là đàn ông, mọi người biết không? Còn cái chuyện mà nửa ông nửa nam thì mình không tính. Là hồi đó ta phân biệt bằng cách nào mà để nói âm dương? Không phải là bộ phận sinh dục nữa, khổ. Má ơi má, trời ơi khổ khăn. Ở trên trời á là dương, ở dưới đất là âm, đúng không? Và khi mà mình để ý á, là người ta thấy một cái người mà chết trôi về xong á, đó là đàn bà đó, đó là đàn ông á. Chính xác. Thấy chưa, là sắp ngửa. Khi người đàn bà mà chết á, ha, là luôn luôn bao giờ cũng nằm ngửa. Người phụ nữ nằm ngửa. Có chết ổng mà nào đâu biết. Không? Còn mà nằm sắp á, là đàn ông. Cho nên nằm lên mà thấy cái lưng gồ vậy, người ta biết ngay đàn ông chết. Còn hãy mà nằm ngửa ra thấy hai cái đồi núi chập trùng á, là ta biết. Thấy không? Hả?
Đâu gì? Bây giờ bị hai chân nó bị cột đá dưới á. Cái con người nó nằm nó nở bị cái chỗ mà nó nổi chính là cái bụng mình nè. Làm sao nổi đầu được bà? Nè. À, có khi nằm nghiêng là nửa BD. Xong chưa? Do vậy, bây giờ mình học tới đây phải biết cái này. Do vậy là quy luật của con người là phụ nữ là phải nằm ngửa. Hiểu chưa? Đàn ông thì phải nằm sấp. Khi mình đến một cái nhà nào đó mà thấy người phụ nữ mà lỏng quyền hơn người chồng á, là biết là thiên hạ đại loạn rồi. Tại người đàn ông bao giờ cũng mới nằm trên, nhưng mà đàn ông này bị nằm dưới rồi. Chợt nghĩ ra chứ. Đấy. Đó mấy thằng ông nè. Liệu không? Liệu mà làm biến cứ nằm dưới không đi. đấy làm biến đó. Dương xuyên thì mới nằm dưới, chứ còn người ta dương mạnh người ta mới nằm trên, chứ đàn ông phải ra bản lĩnh chứ cứ nằm ngửa không à. Thiên hạ đại loạn. Rồi thế thì người khi ta lấy con số á, thì bao giờ ta nói con số âm á, là số 2, mà số dương là số 3, và đồng tiền sắp là dương ngửa là âm. Cái này mình biết rồi. Còn bây giờ con số nè, bây giờ từ đâu người ta lấy con số này? Thì con số này cũng không đâu xa nữa. Tức là cái con người mình là tiểu thiên địa. Đối với cái universe thì cái tay mình giang ra nè, đứng mặt nhìn vậy nè, thấy chưa? Thì như vậy là trên nè, 1 với 2 tay mình là số 3, còn 2 cái chân đạp ở dưới là số 2. Cho nên ta nói 3 là dương, 2 là âm. 3 với 2 cộng dưới 3 cộng với 2 là ra mấy? Ra 5. Cho nên có cái câu là mùng 5, 14, 23. Số 5, 14 cũng là số 5, 23 cũng là số 5. Mùng 5, 14, 23 đi đâu cũng tốt, việc là đi chơi. Tại vì ngày đó là ngày tốt nhất của trong một tháng. Ngày âm. Ngày đó là ngày cực kỳ tốt. Ví dụ mình đi ra ngoài đường mình nhầm ngày 14, 23 thôi coi, là ngoài đường xe nó cũng trống ít nữa. Tay thằng nào nó cũng tránh lắm. Đã kiên đi. Mà tại sao có cái chữ kiên? Chính xác. Ngày đó là vua đi. Mà hãy vua đi á, thằng nào mà lén phén nó quánh chết mẹ. Nó cây rồi, cái đuối nó quánh rồi nó đuổi. Thành ra ngày đó người ta tránh nè. Ngày tốt. Cho nên vua chọn ngày đi là chỉ chọn ngày đó. Vì ngày đó là ngày của trời đất. Con số 5 là số của trời đất. Đấy, bây giờ hiểu chưa? Rồi. Thế thì như vậy á, là một cái vạch ngang á, thì nó gọi là hào. Còn hãy ba vạch á, thì gọi là quái. Nhưng mà sáu vạch á, thì nó sẽ thành cái quẻ. Thế chưa? Thì quẻ thì gồm có thượng quái và hạ quái. Ở trên thì thượng, ở dưới thì hạ. Ok chưa? Và lấy quái dịch á, thì lấy từ, đọc từ dưới. Ha, lấy quái dịch thì lấy từ dưới lên trên. Còn đọc quẻ dịch á, thì đọc từ trên xuống dưới. Cái này quan trọng nha. Ha, thấy không? Khi mà lấy quy dịch á, lấy từ dưới lên trên, rồi mà đọc quy dịch á, thì đọc từ trên xuống dưới. Chút xíu sẽ biết. Rồi tiền âm dương, đây tiền âm dương, cái này tiền thiệt, còn mình tiền giả. Thì tại sao á, là có cái hình tròn mà hình vuông ở chính giữa. Cái tiền này họ có hồi xưa giờ nha, hồi với thời Trung Quốc là nó có cái này, thấy không? Thì nó nói á, cái câu á, là trời tròn đất vuông. Bây giờ ai giải thích cái chuyện trời tròn đất vuông cho tôi nghe thử coi. Tại sao trời tròn đất vuông? Không biết. Chính cái đó không biết là nó nói mình mới thấy, mình không hiểu là vậy đó. Khi mà đứng ra thiên hạ đó thì hai chân mình chụm lại nè, thì đây là đất. Cho nên là nó ca hai chân mình nó vuông lại, còn đầu mình nó tròn ở trên trời, thành ra là trời thì tròn đất vuông. Do vậy trong cái đồng tiền này nó đã thể hiện được trời với đất rồi. Còn sử dụng ba cái đồng tiền này tại sao? Vì ba đồng tiền là tam tài, là loa chặt ne rồi.
tức là tam tài. Tam tài là gì? Là thiên địa nhân. Cho nên cái ông thầy bói hồi xưa mà học kinh dịch, ông tự hào lắm. Ông nói tôi biết hết. Tại vì trên thiên hạ này, trời đất, âm dương, thiên trời, địa đất, tử mất tồn, còn tử con tôn cháu, lục sáu tam ba gia nhà, vấn nước tiền trước hậu sau, ngu trâu ngạ ngựa, ngựa cửa gia đang vô đang không có. Cái gì tôi không biết đó. Bởi vì trong thiên hạ tôi nắm trong lòng bàn tay rồi, chỉ vũ một quẻ. Chết mẹ không? Mà chuyện đời đâu có dễ vậy. Đúng không? Nhưng mà ý là nói là khi cái người ta tự hào, ta dám quyết đoán là vậy, là tại ta nói ta hiểu được âm dương, ta hiểu được cái trời đất hết rồi. Ok. Rồi, bây giờ cách thực hiện hiện lấy quẻ đó thì bây giờ kinh dịch chỉ có thế thôi. Xong, mà mình không hiểu gì mình hiểu rồi. Thì kinh dịch kia thôi. Bây giờ cách để mà lấy kinh dịch thôi thì nó có hai nhiều cách. Đây. Cái này làm mẫu thử ha. Thì bây giờ là khi mà lấy cái quẻ dịch á, thì cái câu hỏi này đặt ngắn gọn và xúc tích. Và cái câu hỏi thì tôi muốn cái kết quả, thì cái kết quả chúng ta hỏi thiệt ngắn thôi. Bây giờ mình đừng có, chứ nó xúc tích thôi, mình đừng có hỏi. Bây giờ ở đây trong chúng ta người nào là người đang bức xúc về cuộc đời, đang đau khổ, người nào chồng bỏ chồng chế, chỉ cần một quẻ thì chồng mê tới già. Lên. Em muốn gì? Muốn chồng yêu. Bây giờ em muốn xin quẻ để coi có chuyện gì mà thấy chồng không yêu. Thấy không? Chồng nó cứ đánh hoài. Thấy không? Nó thấy nó ứa gan quá mà. Bỏ thì bỏ không được. Thấy không? Mà giờ là ở thì ở không xong. Thấy không? Thành ra là bây giờ muốn xin cái quẻ. Em ơi, em đến đi coi bói em có đặt tiền quẻ không vậy? Không, cái đó lòng thành thôi. Lòng thành thôi. Đâu? Em thể hiện lòng thành đi em. Chương sáu. Trời ơi, kỳ quá ha. Đi coi bói mà lại gặp ông thầy, trời tính bơ, tôi đi coi bói. Rồi, rồi để tiền quẻ đó. Trời ơi, còn khi mà đi coi thì mình đi nhìn coi nhé. Trời ơi, 100.000 có lý rồi. Thấy chưa, sáng đâu cần gì đâu, làm chút xíu có tổ tiếu rồi. Rồi, à, như vậy á, là cái này là cái cách mà đơn giản nhất. Thì bây giờ á, là em thò tay vô trong hai cái tay em, nắm hai cái tay em nắm gọn mấy cái cục này. Thò vô, em cứ nắm đại. Rồi nắm đại, em nắm cái hai tay cho đầy tay đó. Rồi, em mới nói là bữa nay á, là tôi xin một cái quẻ để cho chồng thương. Rồi, bây giờ em bỏ cái ghê quan bên đi. Rồi, em để hai tay lên. Để hai tay lên. Rồi em nhắm mắt lại. Đúng không? Để vậy nè. Rồi khi á, là em sẽ thấy cái tay mình chuyển động nha. Tôi cái này vừa mà có tính cái tâm linh nữa nha. Là khi em để về em nói cho tôi biết là cái quẻ nào, cái quẻ nào quẻ thượng, quẻ nào quẻ hạ ha. Thì tự nhiên á, là cái tay em thấy nó chuyển động. Em nhóm lên đi ha. Rồi cho tôi xin cái quẻ, coi quẻ nào quẻ thượng, quẻ nào quẻ hạ. Thì khi mà mình nói vậy á, thì mình thấy trong cái hai cái tay mình á, có một cái nó đẩy lên, có một cái nó kéo xuống. Mà nó tự động nha, mình không có kềm. Mình thấy mà trong hai cái, một cái nào đẩy lên, một cái kéo xuống. Đó, mình nghĩ, mình nói, à, rồi, cho tôi biết cái nào quẻ thượng là quẻ hạ. Cho tôi biết quẻ nào quẻ thượng, quẻ nào quẻ hạ. Rồi, đó. Thì bây giờ em tưởng, giờ em tập trung trong đầu, em xem coi. Trong hai tay, có một cái tay nặng nó kéo xuống, một cái tay nhẹ nó cất lên. Nữa. Thì khi mà là mình tập trung, á, mình nghĩ, á, em thấy một cái lên, cái xuống liền rõ ràng. Thì cái ở dưới, á, thì em để ở dưới. Bây giờ được rồi đó. Cái này là thượng rồi đó, cái này hạ rồi. Rồi cái thượng thì để trên, hạ để dưới. Đó. Cái kia để dưới. Đó, đúng rồi. Rồi, được rồi. Tách ra. Rồi, thấy chưa? Rồi, bây giờ á, em mới đếm. Đếm coi bao nhiêu hộp. Cái bên trên á. Số, lên số 8 thì giữ số 8. Mà hãy số 9 thì trừ 1. Nha, 7, 8, được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ mọi người lật ra số 78 trang mấy. Rồi, thì mình lật ra 78 á, thì mình sẽ lật ra cái trang
078, tức là trang 78 á, lật ra đi. Rồi, mình có thấy cái 78, tức là trang 79 chứ. Nghe. Là Sơn Địa Bắc. À, thì mình chưa gì mình thấy cái kết quả rồi, bùng nổ, sụp đổ, suy thoái, phá sản. Khủng khiếp, khủng khiếp. Ghê sợ. Bây giờ em lật cái trang cho thầy 237 ở bên phải đó. 237. Sơn Địa Bắc đó, thấy không? Tự nhiên sinh hai vợ chồng vậy mà nổ cái bùm. Mọi người thấy sếp có chuyện đó nha, không có vợ đâu. Rồi, sau đó mọi người lật cho tôi cái đời sống tình cảm. Thấy không? Thấy trái tim tan vỡ không? Trời đất ơi, má ơi, bạn đã sinh được quẻ bùng nổ, có nghĩa là có sự gây gỗ, kết thúc cuộc tình. Sự chia tay, sự hiểu lầm đang ngự trị trong cuộc sống lứa đôi. Nếu vì các con hay vì thể diện thì phải duy trì cuộc hôn nhân nha bạn. Và phải chấp nhận mảnh vỡ của cuộc tình và giấu kín những khổ đau đức thách đố của nó, má ơi. Tàn khốc quá. Hiểu chưa? Không? Rồi. Thế thì cái này là chỉ bước đầu để thôi, thì nó còn có quẻ hổ, rồi quẻ tiếp đến để nó giải, nó có cái bài giải của cái này. Thì trước mắt là em biết á, là mặc dù em lên em nói là em muốn cho cái như vậy, nhưng mà trong đó nó có ngầm đổ vỡ rồi đó. Hiểu chưa? Thật đấy, cho nên trả lời 100 á. Tại vì tưởng tốt là lấy tiền, chứ còn ngó quá lấy tiền nó quýnh chết. Rồi, bỏ cái vô này đi. Ok. À, người ta dụ cái lấy tiền được. Ok. Rồi, thế thì chút xíu chúng ta sẽ học cái những cái sâu hơn. Nhưng mà đó là tôi nói là riêng cái là mình thấy á, mình nghĩ là cái chuyện nó không có bao. Nhưng mà thiệt ra nó vậy đó. Tức là ở trong mình muốn cái điều đó, có nghĩa là nó đang có cái gì đó, sự cố gì rồi nó muốn cái đó. Chứ còn tự nhiên ta đang hạnh phúc, ai đi muốn cái gì kỳ cục vậy? À, đúng không? Mình có cái quy ước, giống như mình học trong cảm xạ cái quy ước thầm á. Thấy mà nó nhấc lên á, là cái đó là thượng quái. Cái nào hạ xuống là hạ quái. Thành ra khi mình nắm xong mình xin cái mình để đây, thì mình nhắm mắt lại, mình đã cho mình xin cái đó. Thì mình cứ để, mình tập trung cái tay mình thấy. Nếu mà cái nào mà tự động nó thấy nó nặng, nó kéo xuống, nó đẩy lên. Thì cái trên thì là thượng, cái dưới là hạ. Đồng ý chưa? Ha. Rồi nó thấy nó nhích này là thượng, cái này hạ, còn này nó nhích này lên thượng này hạ. Thành ra là lúc đó mình chia ra. Và như vậy á, là không phải chỉ có sử dụng mấy cái đồ này. Mình có thể là, mày đừng có chơi họ, thí dụ như đồ đen, thí dụ như đậu đỏ, hay là tâm, mình cái gì mình cũng được, có để mình đếm được là làm được. À, thì mình, thí dụ mình đang chơi với bạn bè ở trong nhà hàng cho ăn, lấy tâm đổ ra, rồi mình làm, rồi mình đồng nó vô để chơi gắt xỉa, thấy không? Dám lắm, không có lấy luôn nha. À, rồi xong đó mình làm mấy cái quẻ ở trong lúc mà mình gặp nhau chơi đùa, hoặc là tôi đi chùa, hoặc là tôi đi đâu cũng vậy, tôi chỉ cần đi ngang đó tôi thấy tôi bẻ cái cành cây, rồi tôi xếp lá, tôi lấy lá ra, rồi tôi gom gọn là tôi nắm trong hai tay, rồi tôi xin thượng quẻ hạ, thượng hạ, rồi tôi đã biết được cái quẻ rồi. Nhưng mà mình có cần phải số lượng không, phải số lượng là bao nhiêu lá? Nếu mà em muốn số lượng thì em qua em đi lộn lá me đó. Nó vô thức mà. Thế là em mà muốn cho nó, em còn không có thời giờ, thí dụ như em chán quá không có gì làm, thì em ra ngoài chợ mua ký mè về. Để ngồi đó mà điếm. Ngồi điếm. Trời đất ơi, cái đó do mình thôi. Trời ơi, mấy má ơi. Không quan trọng. Cái nào trên là bị trái phải là điên rồi. Nhưng mà cái này là có thể thượng mà có thể là hạ. Miệng là nó nhấc lên hay là nó kéo xuống thôi. Không, đừng có nam nữ ông nội. Cái ông nội này là kêu là nam tất nữ cũ nè. Hả? Số 10 thì mình bỏ 8 ra, còn 2.
Tức là mình loại tám, bây giờ là bát quái mà. Mình loại tám, loại tám. Còn lại, còn nếu là 8 thì lấy số 8, hay là 9 thì bỏ số 8 còn số 1. Ừ, còn hãy mà 10, 16 chẳng hạn thì bỏ hết, bỏ 8, loại 8, loại 8, bây giờ lấy 30 cũng được, loại 8, cái còn lại là lấy. Hả? Làm gì có số không? 8 là cái chuẩn này. Rồi, thấy dễ chưa? Rồi, về. Yeah.